Xin chào các bạn, thông điệp từ vũ trụ gửi đến bạn lúc này. Các bạn hãy cứ tập trung vào trong câu chuyện của mình và vũ trụ đang muốn nói gì với các bạn lúc này nhé. Rồi bây giờ các bạn chọn tụ bài nha. Hôm nay chúng ta có hai tụ bài. Đây là các bạn tụ 1. Đây là các bạn tụ 2. Rồi các bạn chọn nha. Thông điệp từ vũ trụ gửi đến bạn cho thông tin gì cho cuộc sống của bạn sắp tới nhé. Xin chào các bạn tụ 1. Thông điệp từ vũ trụ gửi đến bạn lúc này. Bạn hãy cứ gửi những cái sự thắc mắc, những cái câu hỏi của bạn ở trong tâm trí của các bạn lúc này khi mà các bạn đang theo dõi tụ bài này. Và để xem là vũ trụ sẽ có lời nhắn hoặc là sự hỗ trợ hoặc là những thông tin gì gửi đến các bạn nha. Rất là tuyệt vời luôn mọi người. Sai, Leo, wow. Cuộc sống của các bạn sắp tới á, là một cái sự tỏa sáng cho một khía cạnh nào đó của các bạn nha. Hoặc là các bạn vực bản thân của mình lên được. Các bạn đã có thể là phát huy, sử dụng được sức mạnh của mình, tài năng của mình. Hoặc là tương lai của bạn á, tức là một cuộc sống đang chờ đón các bạn ở phía trước. Đó là một cái cuộc sống nó có cái sự khỏe mạnh về nhiều mặt. Các bạn cải thiện cuộc sống của mình nhiều hơn, cũng như là năng lượng của các bạn cũng được gọi là nâng cao hơn. Không còn cái giai đoạn mà các bạn bị cô lập, hay là cái giai đoạn mà các bạn muốn đẩy cái cuộc sống ra xa mình nữa. Đây là cái giai đoạn mà các bạn muốn hòa mình vào trong cuộc sống. Các bạn đang thích ánh sáng, chứ không còn cái giai đoạn mà các bạn đắm chìm vào trong bóng tối nữa. Make time for self-love. Các bạn cứ tiếp tục là giữ sự cân bằng trong cuộc sống á, hoặc là không cần phải quá vội vã, phải đẩy nhanh cái sự phát triển của mình. Mà các bạn hãy cứ giữ sự ổn định, cân bằng, hãy làm sao để cho mọi vấn đề của các bạn có thể là chạy đường dài được. Ví dụ như là về mặt sức khỏe, các bạn giữ sự cân bằng làm sao để cho mình có cái sự cân bằng ổn định giữa môi trường trong cơ thể và bên ngoài cơ thể. Thì cái sức khỏe như thế các bạn sẽ là có sự bền bỉ, dẻo dai, linh hoạt theo thời gian. Rồi cũng như là các bạn xây dựng sự nghiệp thì cũng tương tự luôn, không cần phải là đẩy nhanh hay là chạy với tốc độ nhanh đâu nha. Các bạn dành thời gian để có cái sự phát triển cho bản thân. Ví dụ như bạn vẫn còn là có khả năng học được, học thêm một cái điều gì đó, hoặc là bạn cần cái sự tập trung để phát triển công việc, thì các bạn hãy dành thời gian cho bản thân, nghĩa là hãy cứ loại bỏ đi những cái mà gây phân tán, sao nhãng các bạn nha. Go for it, wow, Bạch Dương. Năng lượng của sự hành động hoặc là sự khởi đầu mới nè, hoặc là năng lượng của cái việc là bạn làm chủ, bạn sắp xếp lại cuộc sống, bạn hành động, bạn chủ động, bạn làm chủ cho cuộc sống của mình. Mong muốn điều gì thì các bạn hãy cứ hành động cho những gì mà các bạn đang rất là mong muốn ở thời điểm hiện tại nhé. Chúng ta còn lá cuối cùng trong bộ này, các bạn có Be Proud of Yourself, wow. Hãy lấy lại niềm tự hào của bản thân á. Nếu lúc này đây là các bạn đã từng có một cái khoảng thời gian mà các bạn thấy rằng cái yếu tố của vật chất, tiền bạc nó góp phần quan trọng, hoặc là các bạn thấy là khi mà các bạn bị thiếu về vật chất đi, là các bạn đã không có được niềm vui chẳng hạn, hoặc là bạn đã không thể làm được việc này việc kia, thì đây là cái giai đoạn bạn hãy lấy lại niềm tự hào của bản thân á. Bạn không cần phải ôm lấy cái nỗi buồn, tức là không cần thiết là mình chỉ vì một cái sự vụt mất tầm tay của mình về một cái điều gì đó mà các bạn tiếp tục buồn nữa đâu. Thay vì như thế là các bạn hãy
tập trung vào cái cơ hội mà vũ trụ đem đến cho các bạn. Ví dụ như ở một nơi nào đó đã không có phù hợp với các bạn, không thuộc về bạn, thì có nghĩa rằng là sẽ có một cái nơi khác phù hợp với các bạn. Nếu như các bạn nương theo dòng chảy của cuộc sống, các bạn nắm bắt cái cơ hội đó thì bạn vẫn có thể tạo ra được một cái cuộc sống đủ đầy và sung túc nha. Rồi, để mình xem thông điệp từ vũ trụ. Appreciation, các bạn có thể là đầu tư lại vào trong bản thân để bạn đạt đến một cái hình ảnh mà khi người khác nhìn vào thì người ta sẽ có một sự đánh giá cao về bạn. Ví dụ như bạn có thể là xây dựng cho mình một cái hình ảnh bản thân nha, mà bạn cảm thấy là phù hợp nhất và tự tin nhất khi mà bạn ở trong cái hình ảnh đó. Ví dụ như là bạn có thể chọn những cái trang phục phù hợp với bạn, hoặc là những cái trang phục mà cho các bạn một cảm giác thoải mái và tự tin là chính bản thân của mình. Wow, có điều gì đó sẽ liên quan đến tình yêu thương nha mọi người. Tình yêu nè, hoặc là một ai đó rất là quý các bạn. Anxiety, vẫn còn có những cái sự lo lắng nào ở đây? Để vượt qua được cái sự lo lắng nó không phải là một cái chuyện dễ. Nhất là khi chúng ta đã từng bị tổn thương hoặc bị thất bại, thì cái sự ám ảnh đó nó vẫn theo chúng ta, cho nên sẽ có những lúc mà mình bị lo lắng. Cho nên mới nói là cái việc mà vượt qua được cái cảm xúc, kiểm soát được cái cảm xúc của bản thân mình, đó không phải là một việc dễ. Nhưng mà nếu như mình có thể hiểu được cái cảm xúc của bản thân á, thì bạn sẽ thấy rằng là bạn sẽ không có còn đắm chìm vào trong cái sự lo lắng nữa. Để mình tiếp nè. Tiếp theo, các bạn có awakening genius, đánh thức cái sự thiên tài ở bên trong các bạn. Wow, chính xác là các bạn thấy đến lúc là bạn lấy lại niềm tự hào của bản thân. Hãy nhìn vào trong cái điểm mạnh của các bạn nha. Ở nơi các bạn có một tài năng nào đó mà có thể gọi là dùng ví như cái từ thiên tài, thì các bạn hãy đừng bao giờ có những cái sự suy nghĩ là xem thường bản thân của mình. Chỉ có thể là các bạn đã từng không phù hợp trong một môi trường nào đó thôi, hoặc là trong một mối quan hệ nào đó mà các bạn đã không có được đánh giá cao, hoặc là đối phương đã không có nhận ra được cái giá trị của các bạn. Nhưng đó không phải là bạn, mà chỉ là bạn chỉ có thể, chúng ta phát triển được là nó cũng còn phụ thuộc vào cái thời điểm và cái môi trường. Cho nên bạn hãy xem xét xem cái môi trường nào sẽ là môi trường phù hợp, và cái tài năng của bạn biến thành thiên tài thì các bạn hãy nghiên cứu điều này nha. Bởi vì đây là cái giai đoạn mà bạn đang có cái cơ hội để đánh thức những cái khả năng phi thường ở bên trong các bạn. Wow, một cái thông điệp nữa cũng là một cái sự khẳng định endless possibility, đó là những cái khả năng không giới hạn ở nơi các bạn. Nếu như các bạn khám phá được điều này thì coi như là bạn đã nhận ra được sứ mệnh linh hồn của mình. Đây là một điều khó khăn nhất, cũng là một cái điều một cái phần thưởng sẽ rất lớn đến với các bạn khi mà bạn nhận ra được sở trường của mình là ở đâu. Các bạn hãy cứ nghiên cứu vào trong sở trường của các bạn đi nha. Bởi vì sở trường của các bạn được ví như: một là thiên tài, hai là năng lực không có giới hạn. Cho nên là các bạn có thể dành cái sự chú tâm vào trong cái việc khám phá bản thân. Bởi nếu bạn làm được điều này, nghĩa là bạn sẽ thấy được sứ mệnh linh hồn của mình là gì. Không có gì hạnh phúc nhất trên đời này khi mà bạn nhận ra được cái sở trường của mình nằm ở đâu. Wow, Shining Rule lại là thông điệp tỏa sáng lặp lại tiếp tục lần thứ hai. Có thể nói là cái tương lai đang chờ các bạn là một cái sự tươi sáng vô cùng. Mình nghĩ là điều này sẽ gây bất ngờ với các bạn.
tức là một cái sự thành công rất là cao. Khả năng ở đây á, cái sự thành công cao nhất của các bạn chính là năng lực của bản thân á. Bạn sẽ làm nên một cái chuyện lớn cho cuộc đời của mình nha. Bạn khẳng định là được rất là nhiều thứ. Thậm chí là cái sự tươi sáng, cái hào quang sáng của bạn là mình cũng thấy ở đây luôn. Rồi, ở đây là bạn bạn chứng minh được á, cái khả năng của bản thân, và kể cả cái việc là bạn nhìn cuộc sống á, ở cái nhìn lạc quan, ở cái sự tươi sáng của cuộc sống, chứ bạn không còn đắm chìm vào cái sự cô lập, cái sự tăm tối, cái nỗi buồn nữa. Và thậm chí á, ở đây có rất nhiều bạn cũng có thể đạt đến cái năng lượng của uy tín các bạn phát triển cao, hoặc là các bạn làm một cái điều đó cho cuộc đời mình mà rất là hạnh phúc. Và có cơ hội luôn cho những bạn mà vẫn thích đi theo cái xu hướng nổi tiếng này nọ, thì các bạn có cơ hội đó luôn nha. Wow, các bạn có pay up source. Các bạn sắp tới là bạn sẽ sử dụng cái sự giao tiếp của bản thân nhiều, thậm chí là giao tiếp qua các phương tiện truyền thông, trang mạng xã hội là có luôn. Hoặc là bạn sẽ phát huy những cái kỹ năng tương tác, giao tiếp và nắm bắt thông tin, hoặc là kỹ năng xử lý kỹ thuật số v.v. Ở đây cái phần tình cảm á mọi người, liên quan đến một cái điều đó mà các bạn từng có cái cảm xúc nhiều á, thì khả năng cũng có thể là cái điều này nó sẽ, bạn sẽ đưa ra một cái quyết định dứt khoát á, tức là bạn không có còn cảm thấy bị vướng bận, tập trung lo lắng nhiều về những cái câu chuyện tình cảm mà nó đã đổ vỡ rồi. Father of Swords, vua kiếm là cái việc mà bạn tỉnh táo hơn á, bạn rõ ràng hơn, bạn lý trí mạnh mẽ hơn, chứ không còn là cảm xúc nhiều đắm chìm trong nỗi buồn nè. Tower, oh my god, rất là may mắn luôn, bạn có 10 xu nha. Hangman nè, The Tower, có cái một cái điều gì đó ở trong cuộc sống của các bạn á, đây có thể là tình cảm, đây cũng có thể là liên quan đến một điều rất quan trọng với các bạn trong cuộc sống hoặc là trong sự nghiệp, thì các bạn thấy là bạn đến cái giai đoạn mà bạn sẽ vùng lên, bạn lý trí hơn, bạn có những cái sự suy nghĩ khôn ngoan hơn rất nhiều, bạn vượt qua được cái cảm xúc lo lắng này. Còn những cái việc á, còn những cái sự dao động cảm xúc này nọ của bạn nè, hoặc là có nhiều những cái việc nó xảy đến, những cái việc mà nó liên tục có cái sự thay đổi, thì cái sự thay đổi đó là khiến cho các bạn phải dừng lại để suy nghĩ thêm nha. Suy nghĩ mà các bạn phát triển về nhận thức cao hơn nè. Suy nghĩ mà các bạn phát triển về cái bộ não á, phát triển hơn nữa. Chứ còn cái tower này thì nó không có vỡ nha mọi người. Tức là có những cái gọi là bất ngờ nó sẽ đến nè. Rồi có những cái chuyện mà bạn cứ nghĩ là rằng là nhiều khi nó là một cái sự thay đổi lớn, thật ra cái sự thay đổi này nó chỉ dưới dạng suy nghĩ thôi. Tại cái tòa tháp này nó không có vỡ, nó hoàn toàn không có chuyện gì hết á. Cho nên á là có nghĩa là cái tình huống đó nó khiến bạn có những cái sự suy nghĩ rồi thay đổi một cách nhanh chóng. Tức là nhiều khi bạn đặt kế hoạch như thế này, nhưng mà có một vài cái tình huống, cái sự kiện nó xảy ra, nó khiến bạn dừng lại cái suy nghĩ đó và đổi qua cái suy nghĩ khác. Rồi còn cuộc sống của các bạn nó sẽ là một cái hạnh phúc trọn vẹn, đủ đầy và sung túc. Gia đình hạnh phúc cho những bạn đã có gia đình rồi, và những bạn mà các bạn mà vẫn còn mong cầu người bạn đồng hành á, tình yêu là hôn nhân nè, thì các bạn sẽ đạt được, tức là bạn sẽ được đạt được cái sự hạnh phúc trọn vẹn trong cái việc bạn có bạn đồng hành, bạn có gia đình hạnh phúc, thì các bạn sẽ đạt được nha. Bạn sẽ có một gia đình hạnh phúc và sung túc. Rồi, mình xin kết thúc phần trả bài của các bạn tụi 2. Cảm ơn các bạn rất nhiều.
Sorry, xin chào các bạn tụ 1. Xin chào các bạn tụ 2. Thông điệp từ vũ trụ gửi đến bạn lúc này: các bạn tụ 2 hãy tập trung vào trong những điều mà các bạn đang thắc mắc, những cái câu hỏi của các bạn cho cuộc sống của bạn, tương lai, sự nghiệp, tình yêu. Hãy tập trung vào và các bạn sẽ lắng nghe cái thông điệp ngày hôm nay để là vũ trụ sẽ gửi thông tin gì đến các bạn nhé. Các bạn có Last Word the Moon, sự nữ, Attend to the Detail. Các bạn hãy nắm rõ cái thông tin hơn nữa, cần thu thập thêm thông tin đó, hoặc là cần tìm hiểu cái chuyện gì đó một cách tỉ mỉ, tinh tế, chi tiết. Từ từ để mình xem cái phần tarot của chúng ta ha, để mình giải thích cái thông điệp đó thêm nữa nha mọi người. Tiếp theo nữa là các bạn có hãy nâng niu, trân trọng cái cảm xúc của các bạn ở thời điểm hiện tại này. Wow, lúc này đây thì mình thấy các bạn rất là tâm trạng nha. Nhưng mà sự thật á, là khi các bạn tĩnh lặng nè, thậm chí đơn độc nè, các bạn dành thời gian riêng cho bản thân thôi. Ví dụ các bạn có đi du lịch hoặc là các bạn tìm đến thiên nhiên, như là hình ảnh của một cái người ngồi trước biển á, thì sự thật là bạn có tìm thấy được cái sự bình yên. Lúc này đây cái sự tĩnh lặng một mình để đối diện với thiên nhiên á, hòa mình vào trong thiên nhiên, đúng là có đem lại cho các bạn cái sự chữa lành vô cùng luôn. Đây là một cái cảm xúc rất là tốt. Những cái cảm xúc như thế này không phải là để chúng ta loại bỏ đi đâu nha mọi người. Các bạn hãy cứ cho phép bản thân của mình có những cái giây phút mà các bạn thật sự là để cho cái cảm xúc của mình tuôn tràn. Embrace the flow of life. Ở đây là các bạn hãy cứ hòa mình vào dòng chảy của cuộc sống. Như vậy thì trước mắt bạn đang đối diện với những chuyện gì, những cái cơ hội, những quyết định, những sự lựa chọn của các bạn. Các bạn hãy cứ hòa mình vào trong cuộc sống, nghĩa là các bạn hãy cứ từ từ để rồi cái sự việc nó sẽ thay đổi như thế nào. Cái việc gì đến, nó sẽ đến. Việc gì đến, nó sẽ đến. Cho nên nếu như bạn đang ở trong cái tình huống phải đưa ra quyết định lựa chọn gì đó quan trọng, không cần thiết phải vội vã, không cần thiết phải ép bản thân của mình đưa ra một cái quyết định nhanh chóng liền đâu. Mà các bạn cũng đừng vội suy luận, suy đoán cái kết quả của nó. Thay vì như vậy, các bạn hãy cứ hòa mình vào trong cuộc sống luôn, để bạn chiêm nghiệm ra cái ý nghĩa của cái cuộc sống này. Và bạn hãy cứ để mọi việc nó diễn tiến tự nhiên luôn, bởi vì thật sự là cái chuyện gì đến, nó sẽ đến á. Cho nên bạn không cần phải ép mình đưa ra cái quyết định khi mà bạn vẫn còn cảm thấy có quá nhiều cảm xúc ở nơi mình. Tiếp theo các bạn có Be Real, bảo bình. Ở đây các bạn có nhiều những cái suy nghĩ khác biệt á. Bạn có, thậm chí là có nhiều bạn có những cái khả năng sáng tạo nè, khả năng suy nghĩ một cách khác biệt. Bạn có những ước mơ, thì đây là khoảng thời gian mà bạn hãy tập trung á, giống như là biến ước mơ của bạn thành sự thật. Bạn đừng có nghĩ rằng ước mơ của mình nó chỉ là ước mơ đâu. Bạn hãy một lần suy nghĩ khác đi, tập trung vào trong ước mơ của bạn, đi từng bước một, làm những việc cơ bản trước để là mình đoạt lấy, mình đạt được cái ước mơ của mình luôn. Wow, caring connection. Wow, các bạn lại có sự may mắn trong tình yêu đôi lứa nha. Những bạn đang yêu, đang tìm hiểu, crush nhau, yêu thầm nhau gì đó vân vân, thì tất cả những trường hợp này của các bạn á, là đang có cái cơ hội của cái việc là
các bạn sẽ có cái sự hâm nóng lại, nâng niu lại, quan tâm chăm sóc nhau lại trong tình yêu nha. Tức là qua rồi cái giai đoạn mà ít liên lạc, ít tương tác, các bạn vượt qua được cái giai đoạn đơn độc, những cái giai đoạn mà thắc mắc, khó hiểu trong tình cảm, thì đây sẽ là giai đoạn mà các bạn thấy là khăng khít hơn, quan tâm chăm sóc nhau nhiều hơn, bắt đầu hai bên có cái sự quan tâm đến cái cảm xúc của nhau, cái suy nghĩ của nhau. Trời ơi, lá này lật lên luôn rồi, nghĩa là chúng ta sẽ lấy nó đó. Của các bạn in the season, đúng là các bạn đang có những cái suy nghĩ, bạn muốn đưa ra cái lựa chọn, muốn quyết định. Wow, có vẻ như các bạn đang rất là nghiêm túc với bản thân của mình. Lúc này đây nè, các bạn hãy cứ làm, dành cái thời gian mà bạn cảm thấy khi bạn tiếp xúc với lại cái môi trường nào đó mà bạn được chữa lành, hãy cứ nên làm điều đó trước nha. Ví dụ, bạn cảm thấy là mình đang stress vì phải đưa ra một cái quyết định quan trọng nào đó, thì hãy thả lỏng bản thân, bạn có thể đi du lịch trước cũng được. Đi du lịch xong đi cái đã, rồi sau đó về hẳn ra quyết định sau. Không nhất thiết phải là đi đến một cái nơi xa xôi nào đâu, bạn có thể đi một cái nơi gần nhà thôi cũng được. Nhưng mà ở đó bạn có cảm giác là mình được đối diện với lại thiên nhiên, với lại vũ trụ, thư giãn trước. Wow, có cơ hội về tiền bạc nha mọi người. Về một cái kho báu này á, cũng có thể đang nói về, một là cái công việc hiện tại á, là giai đoạn sắp tới công việc của các bạn sẽ rất là chạy, tức là công việc tốt, thu nhập tốt. Hai là các bạn có sự may mắn, có cơ hội để các bạn tăng cao hơn nữa về cái nguồn thu nhập của bản thân. Có yếu tố của cái sự may mắn đó mọi người vào trong cái kho báu của bạn á, tiền bạc vật chất nè. Rồi ở đây cũng chỉ về một tài năng nào đó của bạn nha. Ví dụ như bạn đem tài năng của bạn ra bạn làm việc, thì coi chừng tài năng của bạn sẽ được phát huy cao và bạn sẽ tạo được cái nguồn thu nhập tốt đấy. Các bạn có all tie up. Và một cái nữa là các bạn có the say. Ây da, chờ một chút nha. Nó vẫn còn cái yếu tố á, tức là cái yếu tố trong các mối quan hệ của các bạn không phải 100% sẽ là chân thật nha. Tức vẫn có những người, một là ganh tị, đố kỵ, so sánh, hoặc là chưa có chân thật với các bạn, hoặc là tính cách nóng nảy, ích kỷ, là trong đó các bạn vẫn có mối quan hệ như vậy. Rồi một trong cái mối quan hệ như vậy thì bạn thấy là bạn rất là bị trói buộc bản thân á, bạn không có thể là thoải mái phát triển bản thân được. Đây có thể là tình bạn, tình yêu, tình đồng nghiệp gì đó. Nhưng mà trong đây á, các bạn phân biệt ra cho mình nha, sẽ có một người rất yêu thương các bạn, người đó là ai bên này, và một cái mối quan hệ này là mối quan hệ nào, tình yêu cũ hoặc là bạn bè, đồng nghiệp gì đó ha. Thì trong đó sẽ có mối quan hệ mà khi bạn tiếp xúc, mình không phê phán họ tốt xấu đúng sai nha. Tốt xấu đúng sai nó chỉ mang tính chất tương đối thôi. Mình chỉ muốn nói trong cái việc tương tác năng lượng với bạn, thì đây có thể là cái người mà như mình mô tả, nóng nảy nè, ích kỷ, hay so sánh, hay là có sự ganh tị, đố kỵ. Mà trong cái mối quan hệ này thì bạn không có phát triển bản thân một cách thoải mái, bạn không có được thể hiện bản thân một cách thoải mái. Đó thì các bạn hãy cứ nhận diện ra, thì các bạn sẽ gọi là biết cách bảo vệ bản thân mình. Mình không có nghĩ đây là tình yêu hiện tại á, tại vì tình yêu hiện tại của các bạn á, thì các bạn có cơ hội để các bạn có sự yêu thương, chăm sóc nhau nhiều hơn. Một, đây là người cũ, trong một số trường hợp bạn bè, đồng nghiệp, người yêu cũ gì đó mà các bạn chưa có phải là có sự dứt khoát hẳn á. Wow, rất là tuyệt vời ở đây về tình yêu của bạn nha. The Raw Kiss, tình yêu sẽ là sự ngọt ngào hơn nha, ngọt ngào hơn, yêu thương nhau, trân trọng nhau. Bạn á, bạn như là một
cánh hoa, một bông hoa hồng rất đẹp trong mắt của đối phương. Tức là đối phương sẽ cho bạn cái cảm giác đó, tức là họ sẽ cho bạn thấy được rằng bạn là một bông hoa rất đẹp trong mắt họ. Wow, into me I see, into me I see. Bên trong bạn, bạn có thể nhìn thấy, thì cái này là đang nói về bạn tìm được cái câu trả lời cho bản thân á, bạn muốn thấu hiểu một cái điều gì đó, thì bạn sẽ có được cái câu trả lời. Bạn là người rất thông minh, bạn là người rất thông minh. Thật ra, một là bạn cảm xúc nhiều thôi, hai là bạn dễ bị ảnh hưởng bởi những nguồn năng lượng xung quanh. Cái đó không phải xấu nha mọi người. Cái đó nó chỉ đang nói về cái việc bạn kiểm soát cái cảm xúc chưa có được tốt á, bạn không đủ sự mạnh mẽ thôi. Bạn là người thông minh nhưng bạn không có mạnh mẽ ở một giai đoạn nhất định nào đó. Chứ mình không có nói cả cuộc đời bạn không mạnh mẽ đâu nha. Các bạn có wow, opening to discovery. Có cái cánh cửa cơ hội mở ra cho các bạn đó. Nhưng cái vấn đề vẫn là bạn phải khám phá. Nghĩa là cái thông điệp ở phía trên, be real, cung bảo bình đó, ý muốn nói bạn có sự khác biệt, có sự sáng tạo trong cái cách bạn suy nghĩ. Bạn có năng lực đặc biệt, hay còn nói là bạn là người có năng lực, bạn thông minh. Nhưng mà nếu bạn không có nỗ lực để khám phá, nếu như bạn ý lại sự thông minh của mình, hoặc là bạn nỗ lực nhưng mà không có hết sức mình, kiểu nỗ lực nửa vời, rồi hoặc là bạn là dễ bị chi phối bởi cảm xúc. Ví dụ lúc nào đó cảm xúc nổi lên nhiều quá, bạn lại giới hạn bản thân á, thì cái sự thành công của các bạn nó sẽ không được lớn. Nhưng mà nếu như bạn phải hết sức khám phá nè, bạn phải tung ra những cái sự khác biệt của bản thân, bạn phải sử dụng năng lực của mình, sử dụng trí tuệ của bạn, cộng với mạnh mẽ, bền bỉ, phải có yếu tố của sự bền bỉ, kiên nhẫn của mọi người, thì bạn sẽ làm nên được cái sự thành công lớn. Cho nên là nếu như bạn chỉ ỷ vào cái sự thông minh của mình thôi, bạn không có bền bỉ, bạn nỗ lực nửa vời, bạn không được mạnh mẽ lắm á, thì cái sự thành công nó lại không có được xứng đáng với cái trí tuệ của các bạn nha. Tại trí tuệ của các bạn sẽ cao hơn nhiều. Nhưng mà nếu như cộng với cái việc bạn nỗ lực rất nhiều á, thì cái sự thành công của bạn nó mới ngang được với cái mức trí tuệ của bạn. Wow, cái này gọi là chúc mừng các bạn luôn nè. Các bạn tìm thấy được cái động lực cho bản thân. Cho nên cái vấn đề của các bạn, thật ra các bạn cần động lực. Và nếu như là cái động lực đủ á, cái động lực đủ là bạn sẽ có một cái cuộc bứt phá. Chắc chắn luôn, bạn sẽ có một cái cuộc bứt phá. Còn nếu như các bạn cứ mãi buồn nha, rồi á, không có sự dứt khoát, cứ mãi đắm chìm vào trong những cái mối quan hệ, mà trong cái mối quan hệ đó bạn thấy là bạn rất là trói buộc bản thân của mình như thế này, nghĩa là mình không có phát huy được tài năng của mình, hoặc là trong những cái mối quan hệ đó đã làm cho các bạn bị thao túng tâm lý, bạn cảm thấy mình nhỏ bé, bạn cảm thấy mình không đủ tài năng, vân vân. Nếu như bạn ở trong cái tình huống đó, ở trong cái mối quan hệ đó, thì là mình muốn nói là bạn sẽ rất là chôn vùi trí tuệ và tài năng của mình. Cho nên các bạn hãy tỉnh táo nè. Bạn phải nhận ra cái viên ngọc bên trong các bạn sáng như thế nào. Các bạn có một ly nè, một ly vua, gậy và chính kiếm. Rồi, cái tinh thần của các bạn nó rối bời như thế này nè. Đừng có bối rối mọi người, mà cứ từ từ sắp xếp á.
cho cái công việc cuộc sống của mình nó có những cái trật tự. Đừng để bản thân bị stress quá nha. Đừng nôn nóng. Khi mà bạn đã nhận ra được cái viên ngọc bên trong các bạn sáng như thế nào á, đừng có hối tiếc cho cái chặng đường mà mình đã đi qua. Đừng có hối tiếc vì sao trước kia mình không hành động nhanh, mạnh. Không cần thiết mọi người. Tại vì tất cả chúng ta đều phải trải qua giai đoạn của bóng tối linh hồn. Không ai là không trải qua. Cho nên cái giai đoạn bóng tối linh hồn là giai đoạn mà hầu như là tất cả chúng ta đều có hết. Cho nên không có gì phải hối tiếc đâu nha. Cứ sắp xếp mọi việc lại từ từ. Các bạn á, các bạn sẽ có một cái sự hạnh phúc rất lớn trong tình yêu. Bạn lấy lại được cái sức sống của bản thân. Bạn sẽ hành động đấy. Vì vua gậy mà, là bạn sẽ có những cái sự hành động tuyệt vời. Nhưng mà cái tinh thần á, nó vẫn còn rất là hỗn loạn. Hoặc là cái tinh thần của các bạn nha đang yếu, hoặc là bạn đang có vấn đề, ví dụ như là suy nhược tinh thần chẳng hạn nè. Không cần vội nha, cần sự nghỉ ngơi, không cần vội. Các bạn có 4 ly ha. Ôi trời, The World với lại Eye of Pentacles. The World nè. Đây. Wow, The World nha. Cái lá này nhạy cảm. Các bạn sẽ bắt đầu tiếp thu cái sự hấp thụ sự chữa lành, có cơ hội mới trong công việc, tiền tài, vật chất. Các bạn sẽ có một cái sự thành công trọn vẹn đúng ý nguyện trong tình yêu, trong mọi việc trong cuộc sống luôn. Thành công cho sự nghiệp, cho cuộc sống, tình yêu này nọ. Các bạn sẽ có một sự thành công trọn vẹn, một cái sự hạnh phúc rất lớn trong tình yêu. Đấy, các bạn thấy cái tấm hình hồi nãy không? Đây nè, hai người ôm nhau như thế này nè, là một cái sự thành công hạnh phúc rất lớn trong tình yêu của các bạn nha, sự thân mật. Và đây cũng là bạn sẽ đi được đến cùng với là cái công việc của các bạn á, lý tưởng, ước mơ công việc. Wow, có nghĩa là qua cái giai đoạn mà bạn đã thông suốt rồi á, thì bạn sẽ làm được việc luôn, bạn sẽ đạt được cái ước mơ của mình luôn, bạn sẽ thành công đến cùng cái công việc đó luôn, gọi là một cái sự hoàn thành. Chứ không còn có cái chuyện gọi là bỏ dở nửa chừng đâu nha. Đây sẽ là một cái sự nghiệp lâu dài cùng bạn. Và thậm chí có nhiều bạn sẽ là những cái sự thành công bứt phá hơn nữa, tức là sự thành công lớn với các bạn nữa. Mình xin kết thúc thông điệp. Cảm ơn các bạn rất nhiều.